Spencer. Nguyên gốc thơ của Mỹ tất nhiên được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc. Và đây là một điệu van chậm và nhẹ, rất là trữ tình. Vậy chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe. Em hiền như Master để hình dung được bộ nét đẹp rất thánh thiện và rất hiền như Master.